Bữa trước các bạn có nói với mình rằng là không nên để nồi cơm ở dưới tivi. Thấy điều này hợp lý cho nên mình quyết định chuyển nồi cơm qua chỗ khác. Sẵn tiện đó mình bắt theo ổ cắm điện để chuyển nồi chiên không dầu qua luôn. Bây giờ mọi người đã nhìn thấy chỗ này mình thiết kế đã ổn áp và an toàn chưa nè? Vừa dọn dẹp và tắm rửa xong thì ra có anh shipper nói là Phương ơi ra nhận quà nè. Đang tò mò không biết là quà gì thì đập hộp mở ra thấy đây là một cái bàn chải điện nha mọi người. Bàn chải điện này là của hãng Halio. Thì sự mà nói thì hồi trước giờ là mình thích dùng cái bàn chải này lắm nhưng mà đến tận bây giờ mới có dịp sử dụng đó mọi người. Lý do mà mình thích chiếc bàn chải này là bởi vì tuy nó là bàn chải điện tử nhưng khả năng chống nước của nó rất là tốt. Ngoài ra bàn chải còn được hỗ trợ với 5 chức năng làm sạc khác nhau tùy vào nhu cầu của mỗi người. Đi kèm với bàn chải sẽ bao gồm một cái đế sạc. Chỉ cần với một lần sạc đầy là chúng ta có thể sử dụng bàn chải lên đến tận 25 ngày nha mọi người. Để sạc pin thì chúng ta chỉ cần đặt bàn chải lên đế sạc là được rồi nè. Một hộp bàn chải điện như thế này sẽ có hai đầu bàn chải thay thế và kèm thêm hai nắp như để đảm bảo vệ sinh nữa nè. Và một chức năng rất là thông minh của bàn chải này đó chính là khi mà chúng ta đánh răng ở một cái khu vực mà tầm khoảng 30 giây, lúc đó bàn chải sẽ tự động ngắt trong vòng 1 giây để nhắc nhở chúng ta đánh sang khu vực khác và sau 2 phút thì bàn chải sẽ tự động tắt nguồn. Ngoài ra đi kèm với bàn chải là một chiếc hộp đựng rất là tiện để mà chúng ta mang đi du lịch. Cảm giác khi mà sử dụng bàn chải này rất là thoải mái luôn. Và nước của mình không hề bị đau như khi dùng những cái là bàn chải thường. Link sản phẩm mình để ở trong phần mô tả nha.